vị khách mời ngày hôm nay thân mến. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 gói tiền thưởng tương ứng với... Em xin lỗi chị Elsa. Dạ sao? Không có nghĩa là em mặc một đồ đẹp mà công chúa là em phải điệu. Tại vì cái đó nó không có thể nào mà, nó không có match với em được. Em muốn tiết lộ một điều. Em nói đi. Gì nữa? Đúng nghĩa là chương trình Trải Quan thứ 6. Trước đây em có làm việc rất là nhiều với thiếu nhi. Và khi mà em được mời chương trình này thì em có cảm nhận là hình như em biết hết rồi. Và tất cả những bạn này em đã từng làm việc hết rồi. Cho nên là chương trình nó sẽ mất tính công bằng. Bé đầu tiên là bé tên Nhân nè. Con bé tiếp theo là tên Tuyết nè. Bé này bé trai tên Trưởng nè. Bé này tên Thanh nè. Bé kia tên Tiên. Và em đã làm việc được hết với tất cả các bé này. Và em biết rất rõ về các bé này. Cho nên là để đảm bảo tính công bằng là ngày hôm nay em sẽ im lặng để cho Thanh làm việc. Rồi bây giờ anh nói về tâm lý ha. Khi mà anh nhắc về nữ thì trong ba bạn nữ lập tức sao động liền. Đúng rồi. Và cái bạn công chúa Bạch Tuyết là cái bạn sao động nhiều nhất. Đúng rồi. Thì vậy đúng không? Và chương trình sẽ dặn bạn đó con hãy sao động đi, cho nên hãy chọn số 1. Có vậy luôn hả? Em thì lại nghĩ là bé số 5. Tại vì nãy bé số 5 là lúc mà phần giới thiệu thì có vẻ là tay rung. Nhưng mà là do không phải tay rung đâu, do tay gãy cái đàn. Nhưng mà bị quen tay. Quen tay rồi. Đúng rồi, quen tay là gãy gãy vậy nè. Anh thì nghĩ cái hồi là làm này em không nên nghe Diệu Nhi. Xong, cảm ơn em, tuyệt vời Nhi ơi, tuyệt vời. Dạ, em là bé số 3 đó. Wow. Anh nghĩ nên chọn số 3. Tại vì em quay chương trình với bé rồi. Quay chương trình với bé.